Giá kén hiện nay 75.000 đồng một ký tại huyện Đà Tẻ và 100.000 đồng một ký tại huyện Lâm Hà. Nếu so với trước đây, mức giá trên tuy có thấp hơn, nhưng người nuôi tầm vẫn có thu nhập. Bởi vậy, trong thời gian này, bà con nông dân tiếp tục duy trì chăm sóc diện tích dâu, chỉ đốn bỏ đối với diện tích dâu đã già cần phải phục hồi. Thời gian tới, bà con có nguồn lá dâu kịp thời phục vụ phát triển sản xuất, ổn định thu nhập.